kiểm soát chặt từng khu dân cư bên trong vùng cách ly y tế và tăng cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch ở vòng ngoài là yêu cầu cấp bách hiện nay của lực lượng công an thành phố khi thành phố quyết định nâng cấp các biện pháp phòng chống dịch trong 7 ngày. Nhiều biện pháp đang được công an các đơn vị địa phương triển khai nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Sau đây là ghi nhận của Đăng Khôi, cộng tác viên Đà Nẵng TV. Đây là khu vực phong tỏa cứng Phước Trường thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Mọi hoạt động ở khu vực này được kiểm soát theo nguyên tắc nội bắt xuất, ngoại bắt nhập. Từ khi áp dụng lệnh phong tỏa cứng, một tổ công tác của công an phường được giao nhiệm vụ cắm chốt tại chỗ 24/24 giờ tuần tra kiểm soát địa bàn để kịp thời nhắc nhở, tuyên truyền, xử lý những trường hợp ra ngoài không rõ lý do cần thiết. Chúng tôi thường xuyên tăng cường tuần tra kiểm soát, đồng thời là vận động nhân dân hiểu rõ cái tầm quan trọng của phòng chống dịch để quyết tâm làm sao kêu gọi mọi người góp phần một phần nào đó vào cái việc mà phòng chống dịch, để mà việc mà chúng ta thực hiện tới nay á là không đổ sông đổ biển. Sau cái công tác tuyên truyền thì chúng tôi triển khai cái công tác là áp dụng, thì công tác áp dụng thì sẽ quyết liệt trong cái việc xử lý sai phạm, nghĩa là không còn cái chuyện nhắc nhở mà kiên quyết xử lý đối với những trường hợp sai phạm không chấp hành đúng cái nội dung của thành phố đưa ra. Siết chặt vòng trong lẫn vòng ngoài là mục tiêu quan trọng mà Đà Nẵng đặt ra lúc này. Không ai được phép đi ra đường trong thời gian 7 ngày. Bên cạnh sự chủ động của lực lượng công an cơ sở, thì các tổ tuần tra 8394, 911 cũng được tăng cường nhiệm vụ tuần tra lưu động trên tất cả tuyến đường trọng điểm vào từng ngóc ngách, kiệt hẻm để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm phòng chống dịch. Thì chúng tôi cũng đã phát hiện những nhiều trường hợp người dân ra đường nhưng mà không có lý do chính đáng. Qua đó là tuyên truyền nhắc nhở và cũng là kiên quyết xử lý nhiều trường hợp là cố tình vi phạm, rồi bằng giao để xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay, thành phố Đà Nẵng đã và đang dốc toàn lực để kiểm soát và loại bỏ F0 ra khỏi cộng đồng. Người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, ai ở đâu thì ở đó. Công an các đơn vị địa phương sẽ duy trì thường xuyên các tổ phản ứng nhanh, giám sát việc thực hiện của người dân nhằm mang lại hiệu quả cao nhất của 7 ngày vàng nhằm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.